Để có được một lớp sơn đẹp thì tỷ lệ pha sơn cần phải chuẩn. Các bạn chú ý phải khuấy kỹ sơn cho đều màu trước khi pha. Sau đó, pha sơn theo tỷ lệ 1kg sơn pha với 0,6 đến 0,8kg dung môi tùy vào yêu cầu thi công và phương pháp thi công trên mặt đứng hay mặt nằm để điều chỉnh cho phù hợp. Khi phun sơn, chúng ta thực hiện theo hai bước. Bước 1, làm sạch bề mặt sắt mạ kẽm cần sơn, nên dùng dung môi để lau sạch bụi bẩn, dầu mỡ hoặc lớp sơn cũ bị bong chóc. Bước 2, phun phủ sơn sắt mạ kẽm. Trước khi phun sơn, cần kiểm tra máy móc, súng phun, phun từ 2 đến 3 lớp sơn, mỗi lớp cách nhau 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nhận thấy độ che phủ của sơn sắt mạ kẽm Indu rất tốt, nên đơn vị thi công chỉ phun một lớp sơn với 2 đến 3 lượt súng mà vẫn đảm bảo công năng bảo vệ cũng như chất lượng bề mặt.